người nhà anh vô trong này luôn nhé. Mình làm đi chứ người nhà anh nói gì? Công việc trừ bảo đi người nhà đi. Bà hai đi à? Giờ đứa TikTok còn có tiếng không? Ông bố ông hai bố cái gì là mặt ông này bố nó kiểu mà nhậm nó cái gì đó
Chứ ở đây không có tre nè. Ở đây không có tre nè. Cho đến mấy đứa sinh nó mới hay gói cái cày phai bay nằm ở giữa. Thì bà bào đó, bà bào cũng hơi bay nữa. Bà bào đó, có bà bào nằm đi nữa đó. Mà chị em mua 500 mấy nghìn ghế đó. Nằm lọc luôn đó, cái đó mùa đông nằm ấm lắm.